vẽ lại cả một cái ký ức tuổi thơ lên một cái tác phẩm tiểu cảnh đồng quê bằng gỗ chắc. Với một người giàu tình yêu quê hương, với đầy ắp những ký ức tuổi thơ bên con trâu và những triền đê, thì tác phẩm tiểu cảnh này đem lại những cảm xúc rất là bồi hồi khi mà ngắm nhìn. Và bác khách người Hải Phòng đã nêu lên những cái ý tưởng của một thuở thiếu thời, như là được ngồi xem các cụ đánh cờ trước sân đình, hay có những lúc được ra trèo cây đa hoặc là chơi đùa nghịch bên bờ giếng. Và cũng có những lúc lại trốn bố mẹ ra đầm để hái sen và nhìn những cái đôi trai tài gái sắc cũng đang ươm mầm cho tình yêu ở bên hồ sen. Thì bác đấy lại còn miêu tả thêm, đó là nhớ một cái bác ngư tiều đi đánh cá về, mắt cười rất là tít ở bên cái giỏ cá rất là nặng, được quẩy về trong cái niềm vui hân hoan, làm cho một cái khung cảnh của đồng quê nó rất là êm đềm và nhẹ nhàng. Và ai đã từng ra đồng bắt cá thì chắc chắn cũng sẽ thấy những cái chiếc nơm của hai vợ chồng ở bên góc trái của bức tranh, thực sự là thân thiết và gần gũi. Và tổng thể của tác phẩm này như là vẽ lên một cái ngôi làng, một cái xã hội thu nhỏ với rất nhiều những cái hoạt động, những công việc mà bất kỳ ai ở trong số đó cũng đều say sưa với từng cái giây phút hiện tại. Và sau khi xem xong tác phẩm này, nếu như các bác cũng có nhu cầu tái hiện lại một cái khung cảnh làng quê của quê mình, hoặc là muốn làm lên những cái ký ức của tuổi thơ, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và vẽ mẫu nhé.